Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay em gửi cho mọi người cái tin vui đối với thị trường bất động sản Nhân Trạch cũng như là người dân của Nhân Trạch mọi người nhé. Đó là siêu thị Gâu ở đường 25B sát cây xăng Tín Nghĩa thuộc thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã khai trương rồi mọi người nhé. Thông tin này là cực kỳ vui đối với người dân trong khu vực. Vì trước đây người dân muốn đi mua sắm ở siêu thị hoặc là vào các cái trung tâm giải trí, đối với các cái khu vui chơi Kubo là của con nít nè, của nít trẻ nè, Pizza Hut nè, là một cái thương hiệu pizza nổi tiếng rất là ngon, muốn ăn là phải qua tới thị trấn Long Thành hoặc là đi xuống thành phố Vũng Tàu. KFC là một cái thương hiệu gà rán rất là nổi tiếng của người Mỹ, không nói rồi. Thì hôm nay cái siêu thị chính thức khai trương rồi mọi người nhé. Nên là mình gửi cho mọi người cái thông tin cực kỳ vui đối với người dân nơi đây. Xe về rất là đông mọi người nha. Vòng hoa chúc mừng khai trương cũng như là cái trang hoàng buổi lễ trang trí rất là đẹp mọi người nha. Cái mặt tiền của siêu thị này là đường 25B và một cái trục vào khu công nghiệp 1 vào công ty Formosa và công ty bên sắt thép mọi người nhé. Mình quay cho mọi người xem. Hôm nay là cực kỳ vui đối với người dân nơi đây. Đó, nay là người dân tụ tập xung quanh cũng khá là đông mọi người nha. Đường 25B này thì một trong những con đường tỉnh lộ giao thương trực tiếp của huyện Nhân Trạch và quốc lộ 51 đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ mọi người nhé, cũng như là đi xuống thành phố Vũng Tàu lên thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Thì mấy hôm cách đây một tháng thì mình có quay cái playcam khu vực này cho mọi người xem rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cái cập nhật cho mọi người cái thông tin về mở cửa siêu thị thôi mọi người nhé. Thông tin khai trương về siêu thị thôi. Hôm nay là ngày cực kỳ vui của người dân nơi đây mọi người nhé. Đó là có cái siêu thị để chúng ta mua bán cũng như là các cái chương trình khu vui chơi giải trí, các cái các cái thông tin rất là nhiều mọi người nhé. Đó là cái bảng ưu đãi cũng như là tất cả các cái mặt hàng. Không khí rất là vui. Gửi tới nhà đầu tư cái thông tin chia sẻ cho mọi người nhé, để mọi người biết đến khu vực cũng như là trong quá trình mà mọi người đi thăm gian đất, tìm hiểu đất ở khu vực thì mọi người có thể ghé vào siêu thị Gâu này để nghỉ mát, nghỉ trưa, cũng như là có chỗ cho mọi người ăn uống, có chỗ cho mọi người hít thở cái không khí của máy lạnh. Vì anh em Sài Gòn xuống thì biết là đa số anh em dùng máy lạnh nhiều đó. Còn những cái quán cà phê của khu vực là nhiều, tuy nhiên thì mình ở quen cái không khí của máy lạnh đó, thì mình tìm một nơi có máy lạnh thì nó sẽ ôn hòa cơ thể hơn mọi người nhé. Hôm nay em gửi cho mọi người cái thông tin vui đối với thị trường bất động sản Nhân Trạch. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người thấy hay, vô ích thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.